Rồi, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu một căn nhà máy Nhật, những cái bút máy Nhật đẹp nhất ở Củ Chi nha mọi người. Nên Cường Hiếu mình vừa mới hoàn thiện xong nha. Đó, công trình này thì vừa hoàn thiện xong và bàn giao luôn nha anh em. Đây là sảnh nha. Cửa này là cửa nhôm EPM nha anh em. Cũng đầu tư nhà nội thất gỗ khá đẹp. Bữa nay ai bàn giao cho ai tặng nghe chú ạ? Đây nè. Xui. Những màn tướng. Đây chú nhà nè. Phỏng vấn chú không thấy gì? Phỏng vấn sao? Tao có biết nói gì đâu. Bữa giờ làm nhà sao? Chú có chữ, chú gọi điện chữ. Chú chữ không à? Chữ ai nhiều nhất chứ? Chữ Cường nhiều nhất. Chữ nhiều hơn. Nó mới làm được cái nhà đẹp vậy nè. Làm gì mà chú chữ vậy chú? Giờ biết nói gì Hiếu ơi, thật ra tôi đi lợi vô uống nước nè. Bữa chú chữ nhiều chữ là chữ nhiều nhất đúng không? Đầu tư bàn thờ đẹp, bàn đẹp, trung trang nghiêm đẹp, đúng nhìn ra góc này luôn, quá đẹp luôn. Đúng. Nhà không, nhà chú bề ngang có 5 mét mà đẹp. Ừ đúng rồi. Đẹp hơn chú Tài nhà. Cũng khen. Nhà chú Tài không có cửa, nhà chú con đảm bảo luôn. Nhà Tài mới cửa. Không có cửa, nhà chú không đẹp bằng con đảm bảo. Không thấy gạch không? Thợ lót chuẩn hết chứ. Thợ cạo con dữ lắm á. Dạ. Nhưng mà thợ lót chuẩn nè. Quan trọng nhất là thợ chuẩn thôi. Mà chú giờ chứ bây giờ là thợ lót không chuẩn mà chú có cạo rồi nó cũng có đẹp được đâu. Đá này là kháng sứ. Tí này đẹp nè. Đó, cho anh em là coi cái ron nè. Luôn cái ron nền này chuẩn là từng ly luôn anh em, quá chuẩn rồi đó. Không chưa chú quá không kỹ rồi thêm thợ làm chuẩn rồi. Chú kỹ thì chú kỹ nhưng mà thợ phải chuẩn chứ, thợ không chuẩn là chuẩn rồi đó, mới cái này nè, chuẩn không? Những cái này phải chuẩn nè, mỗi người mình phải tự hào cái thợ mình là chuẩn nhất anh em. Không đúng quá nè, quan trọng nhất là đường ron này nè đó, thấy không, ăn nhau thấy không, thân chuẩn là chuẩn từng ly nè. Làm chú quốc mà không chuẩn là sao rồi, cái tiền cho vô qua nhà. Với lại nó quan trọng gì nữa phải không? Quan trọng là chú chọn cái màu hợp lý. Chú chọn cái màu rất đẹp. Con mấy thẩm mỹ chú tốt. Không, chú thẩm mỹ gu thẩm mỹ chú cao á. Gu xì á chứ. Cửa cưới BM. Cửa này hình như là 8 triệu rưỡi 1 mét đúng không? Đúng rồi. Nhà nó cao cái dàn cửa này. Chú nghĩ cái dàn cửa nó một em trong mấy ba phòng ngủ anh em mà mấy cái cửa vô mà chưa tính cửa gỗ.